Chỉ còn vài ngày nữa Giáng sinh đến, nhưng không khí rộn ràng, đông đúc và cảnh người xuống đường đón Giáng sinh sớm đã không diễn ra tại hai thành phố lớn trong cả nước, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Mặc dù vài khu vực tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đang trang hoàng đèn hoa đón Giáng sinh, nhưng so với mọi năm, số lượng người xuống đường chào đón Giáng sinh đã giảm đi rất nhiều. Ai cũng đang trong tâm trạng lo lắng, thiếu thốn, mất mát khi chứng kiến mùa dịch kéo dài suốt hơn 2 năm qua và chưa có dấu hiệu dừng lại vì biến thể mới đang hoành hành tại nhiều quốc gia trên thế giới, có khả năng xâm nhập đe dọa Việt Nam. Giáng sinh năm nay chắc đặc biệt hơn mọi năm rất là nhiều, tại vì năm nay trong giai đoạn dịch bệnh, nhất là trong từ giữa năm là dịch bệnh ở Sài Gòn rất là diễn biến phức tạp, thì mùa Giáng sinh năm nay á, có vẻ như là mọi người cũng sợ ra đường. Thật sự thì năm nay chị thấy nó quá khủng khiếp với người dân của mình đó. Thì chị nghĩ là dĩ nhiên cái mùa Noel hay mùa Tết gì chắc chắn là sẽ không có trọn vẹn, bởi vì rất là đau khổ. Trong gia đình chị cũng có người mất, chị gái đó, chị gái mất cũng vì Covid này, cho nên mình đi ngắm như vậy. Đi quanh quanh Đà Nẵng thôi chứ không có đi đâu ạ. Đi xa thì cũng dịch, cũng sợ. Dạ không, người đang dịch cho nên là tụi em cũng chưa có gì để đâu. Nhiều người trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi là tâm dịch của đợt bùng phát Covid-19 lần thứ tư, khiến hàng ngàn người tử vong, cho rằng đây là mùa Giáng sinh không trọn vẹn và buồn nhất từ trước đến nay. Không chỉ người dân thành phố Hồ Chí Minh mà cả những bạn trẻ ở Đà Nẵng đều cho rằng họ giờ chỉ còn mong ước trong mùa Giáng sinh năm nay là dịch mau được kiểm soát để người dân được trở lại cuộc sống bình thường. Thì mình cũng mong là Giáng sinh năm nay thì dịch bệnh có thể bớt lại để mà cuộc sống mọi người có thể bình thường như mọi năm, và cũng mong cho gia đình của mọi người được bình an trong mùa Giáng sinh này. Đón Giáng sinh thì cũng tuân thủ 5K. Mà mong là người dân là giữ khoảng cách 5K, tại vì chị thấy là cũng còn nhiều cái dịch bệnh chứ không phải là hết đâu. Thực sự là thấy đau khổ cho người dân mình lắm, thương lắm luôn á, rất là thương luôn. Cho nên người dân mình ráng cố lên, mong cho có sức khỏe vượt qua, tâm lý cũng giống như kinh tế. Cái dịch này thì chị thấy là chắc không hết. Em mong dịch năm nay mau hết cho nhiều người, gia đình ta cũng có thể về với nhau, y bác sĩ hay gì người ta cũng có thể về đoàn tụ với con cái. Thì năm nay thì điều cầu mong đầu tiên đó chính là cái dịch corona thì sẽ bớt đi và có thể không còn nữa, để mọi người có thể đón cái không khí như trước đây được bình yên hơn, lượng F0 sẽ giảm xuống. Hy vọng là dịch sẽ bớt để có thể đi học lại bình thường. Em chỉ chúc là mau hết dịch để mọi người có thể sinh hoạt lại như bình thường. Ước nguyện của em năm nay là em sẽ mong mau hết dịch để em được đi đón Noel, được đón Tết. Dạ, với lại là mong mọi người thật có nhiều sức khỏe để có thể cùng nhau vượt qua cái khoảng thời gian khó khăn này.